Xin chào các bác. Các bác vừa được nghe chất âm của cặp loa LODHS570. Cặp này thì ở trong video trước ở buổi chiều hôm nay em đã tháo hết ra cho các bác xem kỹ củ cốt cũng như là nội thất ở bên trong cái cặp này rồi ạ. Đây là một cặp loa cao to như Liên Xô. Kể cả những cái cặp loa bass 30, 32 nhìn thấy cặp này cũng còn phải ngán ngẩm. Nó có cái chiều cao lên đến tận 72 cm, nó rộng 38 cm và sâu đến tận 36 cm, nặng 21 kg một thùng. Qua cái đoạn test vừa rồi các bác có thể thấy là cái giải âm trung cao của nó rất xuất sắc. Âm bát thì chắc nịch, chắc như nắm cơm. Về thông số kỹ thuật thì nó có công suất 100W một thùng, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy rất cao. Độ nhạy của nó lên đến 94 decibel. Giải tần đáp ứng là từ 35 Hz đến 20.000 Hz. Sở dĩ nó có cái độ nhạy cao bởi vì cặp này nó được sở hữu chắc còi. Cái chắc còi này là cái họng nó bằng nhôm. Ở video trước là em đã quay cận cảnh các bác xem rồi. Và cái loa mít này trông bên ngoài thì bé bé xinh xinh thế thôi, nhưng mà nam châm của loa mít lên đến 9 cm. Ở cái giải âm mid nó thể hiện rất tròn trịa. Còn bát này là bát bọn Nhật nó bảo 28, nhưng thôi em tính lùi lại. Em tính là 27 cm. Bát màng giấy, viền giấy xếp. Cái viền này chỉ xuất hiện ở trên những cặp loa của LOD. Hãng khác không bao giờ làm cái viền này. Cặp này nó có hai cái vi chỉnh ở phía trước mặt để tăng giảm âm cho giải trung cao. Vâng, tất nhiên nó có lỗ thông hơi. Do vậy là cái chất âm của nó rất chi là thoáng. Nó thoáng, nó không tù túng như những cặp loa mà thùng kín đâu ạ. Bọn thùng kín thì đòi hỏi là âm ly công suất phải tốt thì đánh mới ra được. Còn riêng cái cặp loa này nó hoàn toàn không kén âm ly. Kể cả những chiếc âm ly có công suất chỉ 100W phối ghép với cặp này nghe cũng rất chi là hay. Sau đây xin mời các bác và chúng ta cùng đi xem qua một chút về phía sau. Em cũng xin nói luôn, cái cặp loa này là hàng siêu thị Nhật Bản về đấy ạ, chứ không phải là hàng trôi nổi gì đâu. Có cái là qua 5 tháng thì cái niềng bên ngoài của loa mít cũng như là niềng bên ngoài của loa bát nó có hiện tượng xỉn màu, bởi vì cái niềng của nó là niềng nhôm mà. Nếu mà bảo quản không tốt là nó sẽ bị xỉn. Như ở video trước là em đã quay chi tiết cho các bác nhìn thấy rồi đi ạ. Đây là chiếc bên L. Các bác có thể thấy ngay là cặp này không bể, không nở, chỉ tưa lừa một chút ở những cái cạnh này. Đáng lý là cái cạnh này nó không tưa đâu, mà do cái thằng nó gói hàng á, nó gói ẩu. Khi mà nó nhét vô trong cái thùng xốp là nó nhét lấy được, do vậy là những cái cạnh này là nó tưa ra một chút. Đó, đây là bên L, còn đây là bên R. Thùng vách như thế này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đây là thông số của loa. Nó ghi phía sau là LODHS570, công suất 100W, trở kháng 6 ohm. Cái thông số 6 cm này nó chính là
là cái thông số của cái họng của cái chép còi. Cặp này được sản xuất tại công ty Hitachi, Tokyo, Nhật Bản. Đây là hai cái kẹp để đấu dây loa và đây là cầu chì để bảo vệ loa. Đây là tem cò vẫn còn nguyên đầy đủ. Chiếc bên R này cũng vẫn đầy đủ tem cò các bác nhé. Cặp này có một cái chất âm nghe cực kỳ thoáng. Nó thứ nhất là nó trong trẻo, thứ hai là nó thoáng tiếng. Như kiểu anh em ta hay còn dùng cái từ gọi là tiếng nó rất chỉ là bay, nghe rất đã. Đây là e căng, ơn rời. E căng này là khung gỗ, rất may là khung gỗ vẫn còn ngon. Còn ở e căng bên bên này có xuất hiện một vài cái lỗ thủng châm kim, nó thủng nhỏ thôi ạ. Đó, các bác để ý mới nhìn thấy nó cỡ bằng cái đầu que diêm, không không bằng cái đầu que diêm đâu ạ, nhỏ hơn đó. Khung nghe càng còn ngon. Khung này còn sử dụng tốt, chưa có hiện tượng gì là gãy hay là cong vẹo gì cả. Cặp này ngay từ ở video trước em đã báo giá rất chi tiết rồi. Em bán cặp này với giá 6 triệu 2. Trong buổi chiều hôm nay có một anh có gọi điện cho em và hẹn sẽ đến tận shop để lấy. Ngày mai thì em bận không có nhà. Trong buổi ngày mai khả năng thì tối em mới có nhà, ban ngày em không có nhà và em đã hẹn với anh ấy là khả năng là đến ngày chủ nhật thì mời anh đến tận shop mà lấy. Xin mời anh Giai vào xem video, vào để thẩm âm cái cặp loa mà anh đang định mua. Với cái giá 6 triệu 2 xin nói với các bác nó vô cùng đáng chơi. Hiện tại trên thị trường có những cặp giá đến tận 7 triệu hoặc hơn 7 triệu nhưng chất âm thua xa cái cặp này. Cặp này nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đó là nó quá cao to. Nếu mà bác nào mà mua theo kiểu đường ship qua Viettel hay là bưu điện thì giá cước cặp này sẽ là tương đối cao. Đó. Còn bác nào ở gần có cái lợi thế ở gần thì đến tận shop mà hốt là giá rẻ nhất. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.